Sau khi ấy thì mấy anh em làm con chuột công nhân mới bắt, và con chuột công nhân của Bảo hôm qua bắt hôm qua hết biết. Bảo chân lùi tại do làm cho nó lẹ các bạn, cho nên là phải bỏ da công nhân các bạn, chứ không phải là đi thui công nhân để coi hai thằng con nào nó nghiến rồi. Ôi là trời, nó chơi với mày xà bông, trời ơi hai thằng nó cứng thiệt á. Đó, quá trời luôn các bạn ơi, cái này là khen các bạn, chuột khen sao luôn. Quá trời. Ủa, chuột các bạn. Đó, hai có hai công nhân siêu to khổng lồ. Bà Diên Thiện mới coi tối ngày coi danh Vinh trong vô tiếng gì không nè. Dạ. Cái mò cá bò đồ cái nướng ăn ha. Trời ơi. Nhìn nó cứng thèm. À, mướn mấy nhỏ nít á, mấy nhỏ học sinh á, tháng 300 ngàn. Cười chết luôn, tới tháng cái phát lương cho mạnh thế nào nên nó đi mua đồ ăn, rồi vô quán thì ăn thằng này trả tiền, nó cười chết bằng thiệt tối ngày như đó. Mày mấy đứa nít mà. Mê lúc mà đi xuống sông mà bắt vô vợ vô đìa mà mò cá đó. Ôi là trời cá gì nó ngon. Đây mẹ Bảo sẽ chế biến món chuột khe các bạn. Chuột khe. Khe nước dừa. Đây quý sẽ đem con gấu hành cho bá lửa cho các bạn xem. Kỹ luôn hả? Quá trời luôn. Quý tài trợ gắn các bạn. Ủa, mới mua các bạn ơi. Biết luôn gắn hồ hành là trời. Này làm gì ăn hay là? Dắt kho ăn cơm ngon ha. Thả nó đi cho đi đâu đi. Tội nghiệp. Rồi chọn gắn hồ hành nè, trời 1 ký. Ký khó à. Ký đúng. Bự nè các bạn. Ổng là bán còn 1 ký. Nó biết con rắn. Ơi, dĩ quay đầu luôn nào. Hả? Nó cắn. Dạ, nó quay đầu con ghê quá. Mình bóp hồi cái tay này nó hơi mùi ăn dính tận. Thôi đem trong mặn mẹ cho gọi đi chứ. Trụng nước sôi à, Bảo ơi. Cho chả nè, nó để hồi khóc nữa nè. Mấy chị. Quá trời rắn các bạn ơi. Đây bà chị đang làm mấy cái rau củ các bạn. Này rau đồng luôn nha các bạn, nhà đợt, nhà trồng nha các bạn. Cây nhà lá dừa của người ta mình mua lại. Cây này lấy bỏ ngoài cửa luôn rồi. Những cây nhà lá dừa không đó. Này dịch nấu gì cô? Nấu tiêu dịch nấu tiêu các bạn. Rồi bữa nay thôi nuôi. Lấy cái đầu chuột luôn. Cái đầu bự quá bà uổng đó cô. Đầu nó nhậu mấy cốc đó. Mấy cốc đó. Đó. Nhẹ nhàng cho quay pin nó vô. Nó tái vậy mà. Này sấy cho thịt vào thơm. Chảo luôn chứ đâu Bảo. Hai chuột thì không có ký. Nhờ hai chuột kia. Chuột kia quá trời. Mấy chuột kia nấu canh chua mà chuột nhỏ nhỏ. Chút xíu là lên màu này rất là đẹp nha các bạn. Đừng thiệt ngon quá coi. Màu hết. Cái đầu chuột nè. Nó mặn lấy cái đầu chuột. Cái đầu chuột giống như đầu mềm bẹp ha. Đầu béo. Giống như đầu mềm bẹp. Mà cái đầu chuột nó giòn hơn. Giòn lắm. Cái đầu con mềm bẹp nó cứng lắm. Cứng ngắt rồi giờ nhắc rồi. Trời ơi, ở ngoài đứng chạy nước miếng coi nè, hai chồng. Đó, có biết. Mày quay mày lại coi mày chảy không? Mày ướt máy rồi. Nhân viên Hài Minh Nhí. Cái gì vậy? Kêu cạo hầm gâu chứ nãy thấy điện là thấy ông Phái rồi. Quất cái hầm gâu chồng quay. Quất. Quất cái hầm gâu đó nãy nhìn tưởng con chuột công nhân. Đó trong đó đó trà đường mà. Có thêm hết uống có đủ. Xong nước trà không đổ vô. Cái đó trà đường đó uống cái hết đi rồi ha, đổ. Trời trời ngoại bỏ đói nhỏ dữ lắm sao vô đây cắt nước gì dữ vậy, phan thì hồng lon. Chết luôn. Bắt nhỏ cạo hồng gâu luôn.
hư nè, hư hình nữa chứ. Chưa rồi. Giờ tập quấn ở đâu nghe năm vậy? Đây cô Năm vô các bạn ơi. Người đẹp sớm bầu chết mày. Người đẹp sớm bờ giờ sớm Vĩnh Quế các bạn. Thôi cho nó còn vô xào dễ. Đấy. Bán có 500 ngàn à má ơi. Rốt cuộc bán 500 hả? Đây là quê trường môn. Nó lên màu á chú sáu. Đúng vậy. Nó lên màu xanh hay quá mày canh đưa đi có thứ vào. Mầm cơn cho là lên màu á. Nó có đường đường cho nó lên màu gì đó. Nó rớt sao có thiếu nữa hay vậy? Sao ấy? Sao mà. Sao mà. Năm nay qua tiếp luôn vàng. Là chấm mắm đường xa đổ vô cái thùng dạ. Giờ mồi qua quá trời các bạn ơi. Đây hai cái dĩa chuột cho bá lửa. Mỗi dĩa 1 kg. Dạ ăn chuột đâu rồi đó. Đây với sự góp mặt của hai vựa đồ biển lớn nhất cả năm. Đây chà bá luôn nè. Bị ông gùi đánh sưng mắt nội ơi. Đây nữa nè. Sao? Trời ông gùi đánh sưng luôn trời. Biết là nãy về không có tin mà sao tự nhiên vậy? Mắt sao buồn nhiều con đặt. Ô cái thằng quý đó trời làm gì vậy trời? Đốt hồng lòng. Đốt hồng lòng. Mọi bếp ga kì vậy. Ôi trời, ngon. Thôi dọn, dọn cái xác vô đi. Vô mấy trái ơi. Cái đâu vậy Năm? Cái gì? Cái đi ra đây mà chỉ hôm nay mà phải sợ đi ra ngoài này luôn. Trời, mày ngồi vòng tròn quá bánh chút bay. Ừ, đi ra mấy em. Không đi đường để vô lấy con lo. Đi vô mấy em hả? Có cái này không mình vòng tròn. Vô nè, 1, 2, 3, vô. Vô thứ 6 ơi. Vô. Vô hết nha. Vô mấy trái, vô con Năm ơi, vô. Con Năm này yếu quá chú. Chưa MC, MC. Chưa, bà chưa có nào vô cho mấy chị đó thấy anh Năm mày sửa tao đâu qua. Ông nói ở nhà nghe nó uống nghe tao bệnh sợ tao về tao bệnh. Phải chứ sao không? Nào cũng chết tao về tao bệnh rồi. Năm phải có em nó nữa chứ không sửa nổi. Tao đốt nhà. Cô tỏi tắp mồi đi cô tỏi. Ông gùi chết mà sưng cái đó là trời. Làm sao thấy chuột đồng ngon không? Được rồi đấy. Ăn cho nó chín. Trong dưa không? Chó cá. Mấy con sáu này miếng con sáu. Lại nữa ơi. Cha ông kêu mẹ đi ăn chân chân. Kỳ chứ. Vô tính bà tặng quà. Đi ăn cục chèo này, nắng nó dữ mồi. Chứ dễ sương bánh. Để như mấy miếng lúa vậy già. Nãy gì? Mượn cái xào. Má đi nhậu ra, mua điền trời này. Cho miếng cho miếng. Được rồi, nói lời cho bạn.
thử đồ chuột cắm nhum coi như thế nào. Chấm với mực đồ cũng lên bên đó đâu. Có em không? Có em hả? Có mới đây nè, mới thấy bây giờ có bảo mà chặt. Ủa bà nghĩ sao bây giờ người ta chưa nấu, nó đem đi dùng bỏ này. Chưa nấu, chưa nấu gì lụa. Bắt đầu cái này. Bỏ vô đây đi, khỏi mềm lại. Bỏ nhai lại đi ta. Biết ăn quá ha. Đó, để thương lại cho anh chồng ăn rồi đẹp. Rồi cái bên mà vô quá cái đường. Không cái này nha. Cũng phụ thôi các bạn. Cái này nó hay nha. Này bỏ. Rồi bỏ cá luôn. Dọn về nhà. Bỏ cho cá đi. Tới thang miệng món xài thì về nha. Tới thang xin ăn. Còn đâu nữa bảo. Chưa có đâu. Mà đợi 6 giờ đi chị dâu về có nấm ăn. Có gì bảo? Anh vô. Đó, tập tỉnh anh đi rồi. Ngoài làm cái ác bạn tôi văng ra lệ nó dữ trời. Quý này liền. Quý nó ngồi cái hết luôn à. Này bơm cách nào mà nó bự dữ vậy đó. Tại tập hổ luôn, nằm luôn, cái ta nhớt lên, tập ba á. Đổi lớn. Đổi ta là thế mà dài lắm mà giờ còn khúc á. Cắt ra đó. Thôi. Đúng rồi, nước sẹt luôn á, này quá trời nước không phải mì con được ha. Còn sao? Sao nước ruột quá vậy? Vô vài cái là nó xong rồi. Vô rồi. Chưa chưa? Rồi. Ăn mà sốt đi. Cốt vô. Bà rửa chén. Biết gì chưa? Cho bà bỏ cốt vô trước mày. Hồi bà no rồi đó. Cho bà nói nè. Mắc xuống cây. Đại xe đất nó gói gì trời? Cá đó. Cá. Cá nước. Tao mua tao để đó tự trưng đó. Mày muốn ăn gì ăn kệ ta. Không ăn thì mai nó chắc nó kho nó ăn. Mẹ ăn không? Nhà đem cá gì ăn mấy đi đừng thắc mắc. Đưa ra mới. Thắc mắc hỏi đem cắt hết trơn. Để lắp đó để làm gì không? Dạ khó. Để hồi để hồi gói mấy ngắn. Để họ lẩu mà. Để hồi gói mấy ngắn. Để họ lẩu mà. Có mất mất này. Mà nó còn không bán kìa. Mất cái hành này mà gắn hậu hành mà xả chúng ăn chứ. Để nó tị. Hành với hành nó tị đó. Cháu cũng sao vậy à? Vậy à? Vậy chồng chú. Cái chân cháu nít cháu đi ra cái con nuôi. Sao vậy hả chị? Vậy là vậy đó tôi là đang tôi. Đang của tôi là gắt của tôi đó. Cái kiểu đó mà chắc của nội vậy đó, không nội tôi không đó. Không đúng rồi chứ. Không buồn ra cái đứa mà mãi nó đi ra. Để như thế nào? Thì cứ sáng. Đúng không? Ví dụ vậy. Thì nó đi nó là bộ đó. Nó là hết dĩa. Để nó. Nãy cũng cần có lâu quá 38 giờ. Nãy mà thấy ngắn cho bà bao không? Dạ. Có ăn kìa. Tí rượu quá. Nó ăn nó dài lắm không cô? Vậy ra nó nói giờ gắn đất của tôi. Phải về bên nó có điện. Giờ mày đẩy đó là nhà của tao đó. Nhà tao. Mày có cái đọc đó là ăn gắn là phải rồi. Gắn dài vậy. Rồi 16. Gắn mềm là không phải. Chị Năng chích qua đây cho 16 màu giấy. Qua đây là 16. Nè. Hai chồng mới còn sao quá sao tới? Không tới đâu cô ơi. Ngồi cái anh hả? Mày chích qua đây nè mày. Thấy cái bãi lội dỗng cho tình chút. Trời. Tha tao mà chạy vô tao tắt cái nước nha. Mấy chuyện anh em mà chết 8 tháng 3 không tặng gì cho. Gán ba đầu sao mày biết không tặng đâu, sao không nói mày. Bà nó ngào bị suy bậy đi, suy nghĩ bậy biết cũng đó không. Suy nghĩ gì vậy? Không lẽ là ông bà vui, ông cũng dạng đi bà, mày hay không? Mày mốt mà mày có em mốt rồi mẹ. Mày biết á. Đâu có hút cái gã bà bảo mày. Ở đây đang quay đó hả? Nó đang bị bệnh đó mày ơi. Mày biết à, có em mốt nữa là mày biết. Con ngủ đeo mà cu cu đồ. Thì đó mẹ đâu có biết tiếng Anh. Con nhận vợ cái phun giả mang giả năng nó bỏ mình. Thằng tự nhiên nó lên trên này nó có 6 tuổi mấy mà nói tiếng Anh như mặt dao. Đúng
Hầm nó như hầm đồng. Ờ, nó thì hổng. Như hầm đồng. Tự học cho nói tiếng luôn á. Nó nói tiếng Anh mà nó tính cái bài toán còn dữ. Nói tiếng Anh như mình nói tiếng Việt á. Hầm đồng rồi. Tự nói vậy thôi. Rồi, cái năng ngang tội. Tội mà, hầm như ta không tới vậy. Nó là siêu phàm nha. Cái tỏi à, biết nói mấy thứ tiếng luôn nè. Cái tỏi sợ tiếng Anh nghe coi. À, nó cũng nghĩ là tiếng Việt Nam này. Nó chưa ăn nó được cái đổ. Rồi đi bên nhà anh con nhỏ bán lương á, nó ai rủ rồi anh không mừng á. Nó mặn 5 gà 10 cái giò. Giờ ăn quạt mất 7 cái. Thôi, ăn luôn thôi chẳng tay. Để em bàn nào nhớ có cái giò đủ. Sao gánh về. Bên mình làm như hơi ăn yếu hơn bệnh nè. Cái
ly còn nữa, uống hết đi đó chưa hả vậy ta? Thôi. Thôi nghỉ. Thôi biết anh được rồi. Rồi dạ anh rồi. Chế chứ biết anh chi. Bố dậy chưa? Bố vô nhậu bên đây bị buồn quá trời. Có ai muốn đi lên nữa? Đều đi ăn rồi. Đều cái đám cưới nữa. Thì nhỏ ăn với. Nhậu lúc này thì thôi. Thôi nó giúp đỡ thân tội.